Tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tiến hành trao giải thưởng nhân quyền hàng năm nhằm trả công cho những kẻ đấu tranh cho thế lực thù địch phản động nhằm chống phá nhân dân Việt Nam, trả ơn đi tù vì bị nhà nước Việt Nam trừng trị. Nên không những tổ chức này mà đến những con người được trao giải thưởng này đều là những con quỷ đội lốt người. Những kẻ được vinh danh ngay từ khi tổ chức này được thành lập năm 2002 cho đến nay đều là những kẻ không chỉ là những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm xâm hại an ninh quốc gia mà còn là những kẻ táng tận lương tâm, bất chấp đạo lý, chà đạp lên phẩm hạnh, cuộc sống của người dân Việt Nam. Bởi mỗi năm, từ năm 2002, tổ chức này đều đặn lựa chọn ra 3 kẻ bất hảo nhất trong số những kẻ chống phá mang danh nhân quyền, tự do, dân chủ để vinh danh. Cá biệt, có năm có đến 4 kẻ chống phá được vinh danh. Tính đặc biệt của những kẻ được vinh danh là phải là những kẻ nổi trội nhất trong những kẻ mang danh đấu tranh dân chủ, nhân quyền. Theo đó, phải có thành tích bất hảo và tỷ lệ thuận với hành vi, cường độ, tần suất chống phá người dân Việt Nam. Có thể kể đến những cái tên như Hòa thượng Thích Quảng Độ và Linh mục Nguyễn Văn Lý năm 2002, năm đầu tiên thành lập và trao giải, Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn và bác sĩ Phạm Hồng Sơn năm 2003, Phạm Quế Dương và bác sĩ Nguyễn Đan Quế năm 2004, Lê Quang Liêm, Linh mục Phan Văn Lợi và Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ năm 2005, Đỗ Nam Hải và ông Nguyễn Chính Kết năm 2006, Hoàng Minh Chính, luật sư Lê Thị Công Nhân và luật sư Nguyễn Văn Đài năm 2007, Thượng tọa Thích Thiện Minh, nhà báo điếu cày Nguyễn Văn Hải và Bán Nguyệt San tự do ngôn luận năm 2008. Là những cái tên mà khi nhắc đến, không người dân Việt Nam nào không biết đến và không người dân nào không căm phẫn. Những nhân vật núp bóng tôn giáo hay trí thức, luật sư, nhà báo tự do, nhưng tâm địa hơn loài cầm thú bởi hành vi của họ là nhằm tiêu diệt, hủy hoại cuộc sống an lành, bình yên của người dân Việt Nam. Họ sẵn sàng chà đạp lên đạo lý, nhân phẩm của con người để vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ, thậm chí có những kẻ còn táng tận lương tâm, lừa những người nhẹ dạ cả tin phải theo chúng để phục vụ chúng. Trong đó, có nhiều người đã trở thành nạn nhân của những kẻ mang danh đấu tranh này. Những nạn nhân của chúng thông thường là vướng vào lao lý, bị lừa tiền, lừa tình. Những tên tội phạm phản bội Tổ quốc được vinh danh là điều kiện cần và có mức án trên 10 năm tù giam là điều kiện đủ để xem xét. Trong khi đó, một tiêu chí có tính chất bên lề nhưng lại rất quan trọng để lựa chọn đề cử và quyết định trúng giải, đó chính là ý chí đấu tranh có còn hay không. Trong khi đó, người thân cũng là một điểm cộng cho việc lựa chọn giải thưởng này. Theo đó, những tên tội phạm phản quốc với mức án từ 10 năm tù trở lên khi ở trong tù được 2-3 năm mới có thể được xem xét vì căn cứ vào ý chí đấu tranh trong thời gian chấp hành án. Do đó, đa số những tên tội phạm phản bội Tổ quốc đều bày trò vu cáo, quy chụp, đổ lỗi cho điều kiện vật chất của nhà tù, đổ lỗi cho quản giáo, đổ lỗi do chế độ, chính sách để bày trò đấu tranh tuyệt thực. Thực tế, có những nhân vật phải đấu tranh tuyệt thực nhiều lần mới có thể hy vọng cầm chắc chiếc vé tham dự, trò xét giải thưởng là vé đề cử. Bên cạnh đó, vợ chồng, con cái, bố mẹ của tên tội phạm phản quốc này cũng phải nỗ lực tích cực đấu tranh bên ngoài theo kiểu la làng với những tờ đơn cứu xét, kêu oan hoặc làm nhân chứng cho việc đấu tranh tuyệt thực của con em họ. Như vậy, những kẻ nhận giải phải là những con ác quỷ chống phá người dân Việt Nam điên cuồng nhất, thường là những người bị tuyên án bằng bản án trên 10 năm tù trở lên với các tội danh như tuyên truyền chống nhà nước, hoạt động chống chính quyền nhân dân. Những kẻ táng tận lương tâm lừa được nhiều người dân vô tội nhất, dụ dỗ càng được nhiều người vướng vào lao lý, bị lừa tiền, lừa tình thì càng được đưa vào diện xem xét dễ dàng và dễ được bầu chọn để vinh danh.